tự làm bộ nail chất lượng tại nhà. Mới sắm được thùng đồ chơi mới. Tại vì không có thời gian đi làm nail nữa. Mỗi lần đi họ cũng mất tới 3-4 tiếng. Mà còn tốn tiền, tốn đồ nữa. Và bữa nay tôi quyết định tôi mua dụng cụ làm nail về tôi tự làm luôn. Nice. Wow. Xinh xơ. Tôi chỉ mua trước mấy màu cơ bản thôi. Ví dụ như mà bây giờ mình về mày không thích nữa thì thôi, chứ mua quá trời về rồi mình sơn không được. Mỗi mai mốt mình ra tiệm mà tốn tiền. Mình trải nghiệm nhẹ thôi. Là một cái sơn thạch mọi người. Ôi cái màu này đẹp lắm đó. Anh là một màu thạch nữa. Nhưng mà màu thạch này là kiểu thạch trắng đó mọi người. Đó. Đây. Màu đỏ rượu nha. Rất là bùng cháy, rất là sexy nha. Cái này là cái sơn để chống lem á. Mình cứ sơn cái viền đây xong nó dính ra cái tay của mình thì lát mình lột. Thì tôi không biết có lột được không, thì tôi mua về thử. Lát nó không lột được thì lên đánh giá 1 sao cũng được. Cái này là mắt mèo à, kim cương. Đủ, lấp lánh nha. Đã mua mắt mèo rồi mà không mua cái này sao được. Cái này bạn nào hay đi làm nail sẽ biết là nó tém ra tém vô, tém ra tém vô là nó sẽ lấp lánh đó mọi người. Nó gọi là 500. Tôi mua thêm cái này nữa nè, cái này về đính lên nè cho nó đẹp nè. Cái bút này là bút dưỡng móng. Sau khi mà làm xong á thì mình xịt lên. Xong thì hay trước khi đã. Cái bao tay này là mình đeo vô để chống cho cái máy ủ nóng nó không bị đen cái tay của mình. Đáng lý là mình nên sơn một lớp dưỡng lên trước, nhưng mà tại vì mình quên mua mất rồi cho nên là mình sẽ sơn luôn nha. Để quẹt lên cái tay của mình trước để lát nữa mình sơn vô nó khỏi lem. Đây, sau khi mình tô một lớp là nó sẽ như vậy mọi người. Nó hồng hồng vậy thôi. Ê, ui nóng quá. Ê, nóng quá. Nó lúc mới bỏ vô thì nó nóng nha, xong rồi nó hết. Ôi, giống như ở ngoài tiệm mà nè mọi người. Nó khô mọi người. Mình sẽ làm lớp thứ hai. Ô, làm hai nó đẹp quá nè mọi người. Chồng ơi, đẹp không chồng? Chồng không trả lời rồi hả? Mì, từ đợt này đẻ đi, ráng nó nhiều nè. Nhưng mà có đẹp lắm mà, không trả lời rồi. Bây giờ mình sẽ để lần thứ hai nha mọi người. Bây giờ nó khô rồi nha mọi người, tiếp một lớp nữa đi. Hay là bây giờ mình chơi ombre ta. Ôi, à, đẹp quá à. Đẹp lắm mọi người. Yeah. Đẹp quá à. Bây giờ mình sẽ cho vô hơn nha. Đã khô rồi nha mấy bà ơi. Mặc dù là nó sẽ không đẹp giống như là ở ngoài tiệm, nhưng mà như này là mình thấy ok rồi nha. Bây giờ thì coi thử gõ cái lớp hồi nãy mình sơn vô đó, nó có ra không nha. Ui nó ra thiệt nè. Cái ngón này có lem nè, để coi nó có kéo đi không nha. À, được thế mọi người. Sạch hẳn luôn á. Sẽ tiếp tục với cái tay này nha. Ê, cái tay này hơi khó nha, tại vì cái tay này là tay trái làm, nó không có thuận. Bàn tay này mọi người thấy nó hơi rợn 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 không? Bàn tay này rất là đều luôn nè. Chào. Mình thành công rồi. Đẹp không? Ồ. Sao mà nó dính cục vậy? Nó dính cục đâu? Ombre hả? Ombre, vợ làm hai lớp ombre đó. Nhưng mà ý là cái màu đỏ đỏ thôi, nó dính giống như là nó bị bóng cục đó mà. Không, đẹp không? Nhìn xa thì đẹp tuyệt vời luôn.